Hello các anh trai tuổi Ất Mão sinh năm 1975. Đây là video clip em làm về tử vi cũng như là vận hạn 6 tháng đầu năm Mậu Tuất năm 2018 cho tuổi của các anh. Mong rằng nó là những cái thông tin mà bổ ích giúp đỡ được các anh nhiều trong cái năm có thể nói là rất là nhiều may mắn, đường vàng lộc rất là tốt như năm nay, như năm Mậu Tuất. Chúng ta vừa trải qua một cái năm mà gọi là khá nặng nề với sao Kê Đô ha, làm cho chúng ta rất là nhiều một cái sao xấu, rồi năm hung niên tiếng ngọ mẹo dậu là tứ hành xung với na là xung niên, cho nên là rất khó khăn. Và đón chờ một cái năm Mậu Tuất này có nhị hợp, mà Mão với Tuất là nhị hợp, cộng với chúng ta có những cái sao mệnh cũng như tinh quân tốt để phát triển cuộc sống, thì chúng ta phải xem thử coi nó như thế nào và tại sao nó tốt, và nó tốt đến mức nào để các anh có thể cương nhu trong cái công việc làm ăn cũng như mà kiếm được tiền tài từ cái năm này. Đầu tiên hết đó, thì các anh năm nay là mạng của các anh là mạng đại khê thủy, gặp năm bình địa mộc là sinh xuất hao tốn bổ mạng ha, bổ mạng của mình thì bị yếu bị sinh xuất mà sức khỏe có phần cũng không có được tốt lành lắm. Tuy nhiên sao của các anh là sao thái âm, người ta nói sao thái âm là may mắn mà đem tới danh lộc rất là tốt. Vận niên thì là hầu thực quả, một cái vận niên khá tốt ha, khỉ ăn trái cây đó. Hạn của chúng ta thì hạn diêm vương, bệnh đường tim mạch không có nguy vong. Thiên can ất gặp mậu tuy là bị sinh xuất khắc xuất, nhưng mà nó là sinh xuất nhưng nó cũng không phải là tương khắc, cho nên là cũng tốt thắng lợi. Địa chi mão gặp tuất, có một số sách thì nói rằng năm mão với tuất mèo với chó là hung niên, nhưng mà với cái tử vi mà em học thì em nghiên cứu thì nó không phải là hung niên, nó là nhị hợp so là ở miền Bắc và lục hợp là ở miền Nam, theo em tìm hiểu là như vậy. Còn mọi người khác nó hung niên hay là hại niên gì đó là chuyện của họ, đây là thông tin của em nghiên cứu được và em chia sẻ theo cái cách riêng của em, còn tùy mọi người thấy cái nào đúng thì mọi người ứng dụng thôi ha. Nếu như mà để xét tử vi thì chúng ta cũng như các clip khác thì em phải xét thiên tính của cả các anh của trọn đời để coi là cái hung niên này thì nên khuyên các anh làm cái gì từ cái thiên tính của các anh. Thì đầu tiên hết á, như cái tử vi em đã nói trong cái tử vi trọn đời mà tuổi Ất Mão nam mạng á, thì các anh trai tuổi Ất Mão á, là được tuổi ha, tuổi mạng tương sinh, tuổi tinh sinh mạng, cho nên là rất tốt, nên á, là đa phần á, là sướng thân, thích công việc nặng về phần trí óc ha, hơn là tay chân, cuộc sống tương đối thuận lợi, lộc tài á, lúc nào cũng có trong người chứ không phải là một người mà khổ cực gì, sự nghiệp cũng chậm, sự nghiệp thì cũng chậm phát triển, sự nghiệp là không có bền, không có phát triển nhanh, nhưng mà bền vẫn ngồi tới đâu là ngồi chắc chỗ đó chứ không có trong trên như cái ông Ngọ và ông Thìn. Các anh có tinh thần lạc quan, hòa nhã, thân thiện với người, nhưng đôi lúc không dám đương đầu với thách thức. Các anh hơi gọi là hiền quá, hay tìm cách né tránh khó khăn va chạm, vì bản chất vốn rất là hiền hòa, không muốn tranh đua, thiếu ý chí để vượt qua cái sự gian khổ mà nhận thấy. Có sách còn cho là các anh là nhát gan, thích an nhàn. Cái đó là cái thiên tính của loài mèo ha, là coi như là hơi nhát một tí xíu, thích an nhàn, thích cuộn mình ở trong chăn rồi này kia. Vì vậy tuy là người thông minh có tài ha, việc gì cũng có thể học và làm được, nhưng vì thiếu chuyên nhất nên sự nghiệp chậm thành, ít người làm nên đại sự, thường hay làm phó nhiều hơn là làm trưởng ở các cơ quan công nghiệp hoặc là quan vận. Hơn nữa các anh là người hiền lành dễ mến, lại có số đào hoa, đôi lúc trở thành cái họa cho cuộc sống, nhiều rối ren bất ổn trong tình cảm sự nghiệp cũng bị ảnh hưởng dây chuyền. Tuy nhiên đi vào trung vận, vào hết cái giai đoạn mà đại hạn 10 năm thì cuộc sống sẽ cũng khá ổn định, sự nghiệp sẽ tăng dần, càng lớn tuổi phúc lộc càng dồn đến, tuổi già thì được an nhàn thanh thản,
số các anh là số có phước nhờ nhờ con nhờ hậu hậu thế. À, đó là thiên tính của các anh. Rồi, xét về sự nghiệp và công danh của năm 2018 như sau. Thì năm 2018 là năm Mậu Tuất, các anh gặp sao Thái Âm chiếu mạng thì công danh tài lộc tăng tiến, mưu sự thì rất là dễ thành. À, sao Thái Âm là một quý tinh nhưng đồng thời nó cũng là một hung tinh nếu như là nó nghịch mệnh, cần phòng tránh những tháng xung để không thì xảy ra hung họa khó lường. Sao Thái Âm thuộc hành kim, đối với người mà mạng thủy của các anh gọi là tương sinh, kim sinh thủy. À, như vậy là tương sinh. À, sẽ giúp tài lộc tăng nè, thành quả đạt được có phần hài hòa và như ý. À, ngon ha. Sao Thái Âm đã tốt rồi mà còn tương sinh cho mệnh thủy của chúng ta nữa, của các anh nữa. Hạn thì là các anh có hạn Diêm Vương. À, dễ sinh tranh chấp và đường tim mạch bất lợi. Ngoài ra cần phòng tránh tai nạn gây đổ máu. À, coi tránh cái vật nhọn ra ha, đi xe cẩn thận coi chừng đổ máu. Vận niên thì gọi là hầu thực quả, tức khá thuận lợi. Các anh vẫn có công việc phù hợp với cái khả năng tài lộc đáp ứng công sức bỏ ra. À, mình bỏ ra bao nhiêu thì năm nay mình sẽ thu lại bấy nhiêu ha, không có sợ gì đâu. À, như vậy về tứ trụ thì với thiên thắng thì công việc làm ăn dù có khó khăn vẫn vượt qua, giành thắng lợi, mưu sự tiền hung hậu kiếp. Tuy nhiên với địa xung thì gia đạo sức khỏe có phần rối rắm bất an, có thể xảy ra việc chẳng lành như ốm đau nặng, bệnh nặng, gia đạo thì bất an có gây gổ. Như vậy phối hợp các yếu tố trên nó đứng về mặt ngũ hành để luận giải thì năm nay can mậu thì nó là thuộc dương, ngũ hành năm nay thì rất là hợp hỏa, trung vận là thái chủy, như vậy là hỏa sẽ vượng. Đối với các anh mạng thủy gặp năm hỏa vượng có nhiều tương khắc bất lợi. Thủy của chúng ta khắc nó ha, khắc năm ha. Tuy không thất bại nhưng cũng phải chịu nhiều khó khăn trong công việc và nhiều áp lực trong môi trường sống. À, vào tháng 5, tháng 6 của năm Mậu Tuất là hai tháng hỏa, cho nên là hỏa năm nay hỏa nhiều, mà hai tháng đó là hai tháng cực hỏa, cho nên là hỏa rất vượng. Các anh nên cẩn thận từ công việc làm ăn đến sức khỏe bản thân. À, sao chiếu mạng năm nay khá tốt, đó là sao Thái Âm. Các anh sẽ có quý nhân giúp đỡ trên đường danh lộc, tiền tài dễ sinh. À, được vận niên thuận lợi và tiếp nối công việc ở môi trường cũ vẫn có lợi nhuận khá dễ dàng. Có thể nói là đây là năm khá tốt của các anh về mặt sự nghiệp, nhưng cũng là năm không tốt đối với gia đình và sức khỏe bản thân do cái hạn thiên tinh ha. Rồi, như vậy xét về mặt tử vi á, các anh đang ở vào năm cuối của đại hạn 10 năm, tức là 35 đến năm 44 tuổi là đại hạn 10 năm. Đại vận là khác ha, đại hạn nó khác. Là thời kỳ có nhiều thay đổi khó khăn từ cả gia đình, tình cảm lẫn đến công việc. À, cho nên đó là năm nay á, thì tiểu hạn đi vào sinh địa. À, tiểu hạn của chúng ta đó là tiểu vận của chúng ta, tiểu nó đi cái năm này là đi vào sinh địa, rất có lợi cho công việc và sức khỏe, đồng thời còn có khả năng ngăn chặn hóa giải các sự chẳng lành cho do cái đại hạn hoặc là cái vận niên cái hạn thiên tinh nó gây ra. Cung tiểu vận thì có thiếu dương tọa chủ, đây là sao chủ về công danh tài lộc, có khả năng tạo thuận lợi cho danh lộc. À, rất là tốt ha, có thiếu dương tọa chủ luôn. Tuy nhiên bên cạnh thiếu dương thì có nhiều phá tinh như là bệnh phù nè, đà la, kiếp sát, thì những cái phá tinh này là phá tinh tổn hại cho bổn mệnh, tức là sức khỏe nè, và cho nên là đừng quá tham vọng, đừng quá tham việc mà gặp trở ngại cho sức khỏe ha. Rồi, hội chiếu trong cung thì có tam đức, hỷ thần, hóa lộc. À, đây là những cái tinh quân có lợi về chỗ ở, nhà đất và có nhiều niềm vui trong quan hệ giao tiếp. À, sẽ gặp được bạn mới, có người mới giúp mình trong cái công việc giao tiếp, trong việc phát triển về sau. À, song song thì có tam đức cùng hóa khoan. À, có hóa khoan luôn, là những phúc tinh không những đem lại may mắn
mà nó còn có khả năng cái ông hóa khoa như đã mấy cái video lúc trước em đã nói ha, ông này là trùm về hóa giải các tinh quân xấu, cho nên đó là ngăn chặn các việc chẳng lành, không cho xâm hại các anh. Tuy nhiên những phúc tinh này á thì chỉ giúp đỡ cho những người cố gắng làm ăn và tu nhân tích đức, chứ không giúp đỡ cho người xấu ha. Cái này là em nói trước, cái đừng nói ủa sao tôi có tinh quân tốt mà tôi làm chuyện gì cũng được hết, toàn làm chuyện xấu không, bài bạc hay là làm chuyện xấu không mà bị ấy, thì cái chuyện đó là tự chịu ha. Tinh quân tốt không có giúp đỡ người xấu. Nếu các anh quá tham vọng mà làm việc bất chính thì chẳng có phước đức nào cứu được. Đó là sách nói ha. Trong hạn thì có mã, phục, điếu, tuế, tuế phá. Nếu như vậy thì nếu như là có những cái tinh quân này, các anh mà có dính dáng cái tình cảm ngoài luồng thì các anh sẽ phải gánh chịu hậu quả khá nặng nề trong năm nay ha. Cho nên là các anh cẩn thận nha, em nói vậy thôi, còn các anh tùy ha, anh nào có thì tránh, không có thôi. Cung tài bạch đó thì có thiên phủ nè, các anh không lo thiếu thốn về tiền bạc đối với năm nay, hết rồi lại có, vì các anh có tay dễ tạo tiền bạc, lại thêm lộc ngộ lộc, sẽ có, các anh năm nay dễ có tiền bất ngờ ha, từ gì đó không ngờ đến, dù có bị hao thức phần nào vẫn có dư của. Đây là năm thành công về mặt tiền tài của các anh. Vậy ngon rồi, năm nay nó tiền tài nó thế êm rồi, có tiền tài là có nhiều thứ rồi ha. Cung mệnh thì có long đức, tử vi là những quý tinh mang lại nhiều thuận lợi, có nhiều việc đáng mừng. Nếu có việc đi xa làm ăn, đánh quả lớn sẽ được thuận buồm xuôi gió, dù có phần vất vả ban đầu. Ngon luôn, đánh quả lớn được ha. Nhìn chung các mặt á, về tử vi của các anh á, năm nay gặp năm lục hợp, bên cạnh là cung phúc đức có nhiều quý tinh hội nhập, lại thêm tử vi long đức chiếu mệnh, sẽ có cơ hội tiềm tàng, cuộc sống giảm phần hung hiểm. Dù sao cũng cần giữ con đường ngay chính, từ công việc đến tình cảm thì cuộc sống mới thăng hoa. Nếu cứ ham vui muốn thay đổi vợ con ha, có tiền, năm nay có tiền là dễ thay đổi vợ con á, thì hậu quả tai hại đến khó lường. Có thể nói năm Mậu Tuất 2018 của các anh là một năm thuận lợi, rất tốt cho phát triển về danh lộc và tiền tài. Đây là một năm khá ngon lành ha, êm ha, về sự nghiệp và về tiền tài đối với người Ất Mão sinh năm 1975 nam mạng. Thì như vậy là phần sự nghiệp, còn bây giờ chúng ta xét thì là tình cảm và gia đạo của các anh nó như thế nào. Năm 2018 không may mắn như đường sự nghiệp và tiền tài, cuộc sống tình cảm của các anh sẽ có nhiều dao động khó an bình. Nếu đã có gia đình thì các anh nên quan tâm nhiều hơn đến vợ con. Năm nay gia đạo có những bất an, vợ hay con cái dễ, con gái dễ bị ốm đau hay tai nạn. Các anh nên tạo niềm vui với gia đình ha, đi làm có nhiều việc hay nữa thì cũng nên tìm niềm vui với gia đình hơn là đem lại sự nghi kỵ từ tiền bạc đến tình cảm. Cố gắng ha, có tiền thì nó cũng có nhiều cái việc rất là phức tạp rồi. Với đà tuế kỵ gặp nhiều bất lợi trong quan hệ bạn bè, nhất là với phái nữ, dễ sinh tai tiếng nặng nề hơn, còn bị kiện thua tiền bạc và hao tốn hạnh phúc gia đình đó, cho nên là cẩn thận đó. Lưu hạn thì có hoa cái tấu thơ đi cùng đại hao mọc dục. Các anh là người có tài, ăn nói duyên dáng ha, là cũng khá thu hút với nữ giới, mang mệnh đào hoa. Những người này, những người của các anh là sự nghiệp tăng chậm, nhưng nếu không tăng là do là các anh dính tới cái việc mà đào hoa của mình nó phân chia cái sự may mắn của mình ra rất là nhiều thứ, cho nên là các anh cần cẩn thận ha. Mệnh đào hoa của các anh năm nay sẽ đem lại họa khó lường, ảnh hưởng đến sự nghiệp, nên cẩn thận trong lối sống của mình. Cho nên là các anh nhớ nha, em nói rồi ha, năm nay là dễ bị dính tâm bậy lắm nha. Năm nay á, gia đạo cũng có nhiều niềm vui, càng trọn vẹn hơn nếu các anh biết khắc chế dục vọng ngoài luồng. Với mã hỷ đường phù khôi việc, nhà cửa khang trang, con cái ngoan ngoãn, có nhiều việc vui vẻ,
vợ chồng cũng có dịp đi chơi thoải mái, do là tài lộc năm nay mình rất là sung mãn, cho nên là các anh có thiệt đi chơi thoải mái ha, hè hết rồi này kia, làm ăn khá thuận. Đối với các anh độc thân á, thì năm nay á, vui nhiều ha, sẽ gặp được, tự nhiên mình làm ra tiền mà, thì có tiền thì mình sẽ có đi đây đi đó, mình gặp được, gỡ được người này kia nhiều người, nhưng mà cũng không ít rắc rối đâu ha. Đừng quá buông lung, có thể phải ra tòa vì quan hệ thiếu tình cảm trong sáng ha. Bây giờ là ngoại tình là có thể ở tù rồi đó, cho nên là coi chừng nha. Năm nay á, là năm hung niên kỵ cưới gả, nên việc các anh mà có muốn lập gia đình đó, thì không nên, chờ năm tới sẽ tốt hơn đó. Về mặt sức khỏe, năm nay năm 2018 á, can chi đều không tốt, nên cẩn thận trong việc gìn giữ sức khỏe, cần quan tâm đến các bệnh tim mạch ha, đề phòng tai nạn, bổn mạng năm nay không bị nguy vong, khá vững vàng à, cái đó cũng đều tốt ha. Như vậy thì tử vi của cả năm của các anh Ất Mão sinh năm 1975 đều khá tốt về mặt tử vi cũng như là ngũ hành, vận niên, sao mệnh. Rõ ràng thì các anh có một năm khá xét về mặt tử vi thì khá thành công. Các anh có thể gọi là cương được trong năm nay, làm ăn có thể mạnh dạn hơn so với cái năm Đinh Dậu 2017 mà chúng ta đang trải qua, thì nó thật sự là rất là khó khăn. Cho nên là hy vọng là đây là những cái thông tin hoàn toàn chính xác và ứng định trên cái tử vi của các anh. Còn có một vài trường hợp thì các anh nói ủa sao tử vi sao không có đúng gì hết thôi, thì xin thưa là các anh còn phải vận theo ngày tháng năm sinh nữa, chứ không phải là cái này là cái chung thôi, cái chung cho các cái vận niên. Còn xét thì phải từng các anh là phải ngày tháng năm sinh nữa thì mới rõ ràng ra được là tại sao các anh khổ. Có nhiều người cùng tuổi mà thằng kia nó sinh trước mình có 3 ngày, nó sinh vô ngày hoàng đạo nó sướng nó giàu, nhưng mà mình lại sinh vô ngày hắc đạo, đúng không, ngày đại kỵ gì đó không tốt, thì mình làm hoài mình không thấy nó dư, mình cũng làm quần quật mình cũng giỏi như nó mình không thấy nó dư, là chuyện rất là bình thường, giày dép còn có số ủng hộ chúng ta, đúng không? Cho nên là các anh cẩn thận nha. Rồi em thì so với những cái người chia sẻ tử vi phong thủy thì em chia sẻ luôn cả cái vận hạn 6 tháng đầu năm của năm Mậu Tuất cho các anh, để các anh biết rằng tháng nào là tháng xung và tháng nào là tháng tốt để mình gọi là cương nhu cho nó hết mình. Rồi các anh là đang ở trong cái giai đoạn gọi là đại hạn 10 năm từ 35 tới 44 tuổi, thì xin thưa là các anh sẽ bị 6 tháng đầu năm này nó có nhiều trục trặc, nhưng mà 6 tháng cuối năm thì các anh rất là thuận lợi. Thì 6 tháng đầu năm là các anh bị đúng vô 2 tháng hỏa vượng, tháng 5 và tháng 6. Thì bây giờ chúng ta phải xét xem coi như thế nào. Đầu tiên hết, năm nay là tháng Giêng là tháng Giáp Dần, một tháng thủy. Như vậy thì thủy, chúng ta cũng mệnh thủy, thủy đồng hàng, bổn mạng, ok, sức khỏe tốt. Thiên can Ất với Giáp không xung không hợp là trạng thái cân bằng tự chủ. Mão địa chi Mão Dần thì tự chủ hòa bình, không hình hại, không xung khắc gì nhau hết. Như vậy là tháng tháng Giêng của các anh là một tháng khá thuận lợi, khá êm đềm, không có một cái gì kiêng kỵ cả. Mà các anh thì là một đang đà một cái hưởng một cái gọi là cái đại vận, cái năm tốt nhiều thứ, mà tháng này không kiêng kỵ gì hết. Thì như vậy là cái tốt của chúng ta nó không bị ảnh hưởng gì, không bị suy xiển gì hết, thì nó sẽ tạo cho chúng ta nhiều điều vui vẻ ha. Sức khỏe có, sức khỏe đồng hàng không đến nỗi nào. Các anh tuổi này nhậu cũng hơi bị nhiều nên yên tâm, nhậu trong tháng này là xả gàng cũng không sao. Thiên can thì công việc làm thì cũng không có đến nỗi nào có chuyện gì hết. Địa chi Dần Mão cũng vậy, không có xung khắc gì hết, gia đạo ok, không có gì hết. Đến tháng thứ hai, tháng này là tháng âm lịch, tháng thứ hai âm lịch của năm Mậu Tuất, thì tháng này là tháng Ất Mão, tháng này là tháng đẻ của chúng ta. Mệnh thì cũng đồng hàng thủy ha, thiên can thì giống nhau, mà giống nhau Ất, hàng Ất, nhưng mà Ất là thuộc mộc, chúng ta là tháng thủy, người mệnh thủy gặp tháng thủy, tuy nhiên thiên can gặp mộc là sinh xuất của thủy, cho nên cũng sẽ có những cái khó khăn riêng.
nhưng mà cũng không đến nỗi nào, khó khăn rất là nhỏ thôi trong công việc, một tí xíu. Ất Mão là tháng sinh, thì đi chi là người ta nói là năm sinh tháng đẻ thì cần đề phòng. Cho nên là dù gì đi nữa tháng này cũng là tháng tuổi, nhưng mà tháng tuổi của chúng ta như vậy, thí dụ như tháng tuổi mà của các anh á, mà như vậy thí dụ như các anh Ất Mão mà gặp tháng Đinh Mão thì các anh đề phòng nhiều hơn. Nhưng mà tháng các anh vừa Ất Mão mà gặp luôn cả tháng Ất Mão thì cái sự xung khắc nó rất là nhẹ nhàng. À, như vậy mà nói là nói thiệt nó chỉ ảnh hưởng có chút xíu 20% thôi, cái sự xấu lên cái tháng tuổi của chúng ta thôi. Cho nên là có thể nói là tháng 1, tháng 2 là hai tháng các anh có sự khởi đầu, có công việc thuận lợi nhiều thứ, êm đềm. Đến tháng thứ 3 của năm 2018 là tháng Bính Thìn, tháng này là tháng Thổ. Thì mệnh của chúng ta bị Thổ nó khắc thủy, bản mệnh bị tương khắc xấu, cho sức khỏe xấu, đề phòng nhiều thứ. Thiên can Ất Bính thì không xung không hợp, là trạng thái cân bằng tự chủ. Ok. Mão Thìn á thì là thuộc nhóm tương hại. Tương hại ở đây được hiểu là sự cản trở nhau. Như vậy tháng 3 là một cái tháng bắt đầu có sự khó khăn. Có một số sách thì nói tháng 3 và tháng 9 là người của các anh năm nay phải cần đề phòng nhiều thứ, thì họ cũng có cái lý thôi. Tại vì thế sao? Mệnh bị tương khắc. Bổn mạng của chúng ta thủy khắc thổ, quên thổ khắc thủy, thì bổn mạng nó bị khắc thì nó sẽ yếu đi, nó sẽ sinh ra như tự chúng ta có hàng thiên tinh mà đề phòng bệnh đồ này kia, thì cho nên là chúng ta sẽ phải để ý tới sức khỏe chúng ta rất là nhiều. Mà khi như vậy có thể là nhiều khi nó bị tương khắc nó dẫn đến tai nạn nữa, chứ không phải là bị tương khắc là không có gì. Cho nên là các anh cẩn thận ha, bổn mạng. Địa chi là Mão Thìn gặp là tương hại. Thì địa chi bị tương hại là như thế nào? Tương hại là nó sẽ gây ra những cái việc trở ngại, khó khăn cho chúng ta, cản trở cho chúng ta trong cái việc gia đạo cũng như là làm ăn. Rất may là thiên can của ta Ất Bính thì nó không xung không hợp, thì nó cũng không đem lại cái sự khó khăn trong công việc, mà chủ yếu là gia đạo. Địa chi là thuộc về gia đạo nhiều hơn ha, thì gia đạo nó sẽ làm cho một tí rối ren. Như vậy là chúng ta cần để ý sức khỏe và gia đạo của chúng ta. Mà cái này tháng này nặng nhất vẫn về phần tai nạn và về phần sức khỏe, cho nên các anh cần cẩn thận ha. Rồi tháng thứ tư là tháng Đinh Tỵ, tháng này cũng là một tháng thổ, nhưng tháng thổ này là thổ âm, cho nên là nó sẽ nhẹ hơn là tháng thổ với Dương Bính Thìn. Thì thổ âm thì nó cũng khắc chúng ta, thổ khắc thủy, bản mệnh tương khắc là xấu ha. Thiên can Ất Đinh thì không xung không hợp, tự chủ hòa bình. Mão Tỵ cũng vậy, tự chủ hòa bình thiên can. Như vậy tháng này của chúng ta chỉ có bị về chủ yếu là về bổn mạng, nhưng mà bổn mạng nó cũng đã giảm đi 50% do là trên dương thì nó chúng ta cùng dương, chúng ta âm thì nó ấy luôn, nhưng mà này là hai cái âm hết, một cái thổ âm một cái thủy âm, thì nó cũng không đến nỗi nào. Nó nhẹ hơn cái tháng vừa rồi về bổn mệnh, nhưng mà nếu là các anh thì em sẽ cẩn thận hai tháng này nhất về cái việc bổn mạng đi đứng sức khỏe của mình. Tháng chứ nếu không thì chúng ta biết rồi, cái gì cũng có thể làm ra được, riêng cái mạng thì không. Cho nên là tiền bạc mất làm được, nhưng mà cái mạng mất là coi như bó tay. Cho nên là các anh cần cẩn thận ha. Rồi tiếp đến là tháng 5, tháng Mậu Ngọ. Tháng này có thể nói là em theo em khác xét thì tháng này có thể nói là tháng không tốt nhất trong 6 tháng đầu năm của các anh. Tại vì bởi sao? Mệnh chúng ta là mệnh thủy khắc hỏa, bản mệnh tương khắc tháng vẫn không có tốt lành cho cái việc sức khỏe của chúng ta. Ất gặp Mậu là sinh xuất, Ất gặp Mậu là sinh xuất, hao tốn công việc sẽ sinh ra hao tốn tiền bạc. Ngọ gặp Mão là lục xung, Tý Ngọ Mão Dậu là lục xung, mà là lục xung thì không thể nào mà không có việc gì xảy ra được. Như vậy thì nó nói là bản mệnh thì bị tương khắc, thiên can thì sinh xuất, địa chi thì gặp lục xung, thì hỏi sao mà cái công việc làm ăn, cái những cái khó khăn nó không ập đến được. Cho nên là các anh cần cẩn thận nhiều thứ. Nếu là các anh thì em nói thật sự là tháng này là ngồi tọa thiền cho nó bông, cho nó qua đi nhẹ nhàng. Tại vì bản mệnh chúng ta, dù là bản mệnh chúng ta khắc tháng, chứ không phải là tháng khắc chúng ta như ở trên, như là thổ. Nhưng mà như các anh cũng đã biết rồi,
cái nào cũng vậy, nó khắc mình hay mình khắc nó thì nó cũng đem lại những cái điều xấu xấu cho bản thân của chúng ta về bổn mạng, đúng không? Thiên can ất gặp mậu là sinh xuất, mà sinh xuất là chính là sinh xuất là tốn hao, là chúng ta bị phải bỏ tiền ra, cho nên là tháng này là coi chừng về tốn tài tiền bạc thất thoát ha. Địa chi gặp lục xung, là lục xung thì nó đem rất là nhiều thứ, là xung gia đạo rồi xung cho công việc, xung nhân nhiều thứ, cho nên là các anh thì phải cẩn thận, đặc biệt cái tháng này sức khỏe thì nó như vậy rồi nhưng mà không nói đi, là bị tương sinh nhân sinh này, bây giờ mình phải cẩn thận hơn nữa cái những cái việc mà mình đề xuất ra trong cái tháng này. Tháng này chúng ta gọi là ai nói gì thôi cũng cười cho nó qua, tại vì xấu mà, xấu thì chúng ta phải đề phòng mọi thứ ha. Rồi tháng tiếp theo là tháng Kỷ Mùi, tháng Hỏa. Tháng này cũng là thủy khắc hỏa, bản mệnh tương khắc, vẫn xấu cho bổn mạng. Thiên can ất kỷ thì thiên can tương, chữ ất của chúng ta nó khắc chữ kỷ, là chủ sự khó khăn rắc rối trong công việc. Địa chi thì rất may, thuộc nhóm tam hợp là hợi mão mùi, là dấu hiệu của nhiều sự may mắn. Như vậy là tháng này của chúng ta vẫn bị bản mệnh khắc tháng, chúng ta sẽ vẫn, các anh cũng sẽ vẫn là bị như thế nào, bị khó khăn trong bổn mệnh, bệnh hoặc là tai nạn hoặc là gì đó, cần đề phòng nhất là bộ mạng của những tháng này. Tiếp đến là thiên can chữ ất khắc kỷ, tức là công việc nó sẽ xảy ra sự khó khăn, sẽ tạo ra nhiều cái sự ngăn trở khó khăn ở trên. Tháng kia là chúng ta đã gặp sinh xuất rồi, tháng này là khó khăn trong công việc nữa, cho nên là cần cẩn thận. Là nhưng mà được may con gái là chữ ất của chúng ta khắc kỷ khắc tháng, cho nên là chúng ta cũng sẽ giải quyết được. Tháng trên thì hao tốn thì, nhưng mà tháng này chúng ta có cái đi nữa thì có gặp khó khăn này nữa thì chúng ta cũng giải quyết được, vượt qua được nó. Rất may thêm nữa là ở dưới các anh có nhóm địa chi tam hợp hợi mão mùi, mà nhiều có hợi mão mùi này tam hợp, anh nói là hóa giải được cả tam tai, chứ đừng nói là hóa giải những cái gì xung khắc khác. Cho nên là có hy vọng rằng cái sự may mắn của tam hợp địa chi là tốt cho gia đạo, tốt cho công việc này kia, nó sẽ phần nào chế hóa được cái sự tương khắc của thiên can ất khắc kỷ, tạo cho chúng ta cái công việc nó thuận lợi hơn. Như vậy là các anh thấy rồi ha, xét về tử vi của 6 tháng đầu năm. Tại sao trong cái phần mà cả năm á là em làm á là em cả năm á em làm á là mà em nói rằng á là để ý cái tháng 5 tháng 6 hỏa nhiều, hỏa vượng sẽ sinh rất là nhiều điều mà khó khăn. Thì đây là đại lý do, hỏa nhiều rồi tương khắc mệnh rồi sinh xuất này kia, cho nên là trong 6 tháng đầu năm các anh phải để ý nhất về việc làm ăn, thì vào cái tháng 5 tháng 6 là cái công việc làm ăn lẫn sức khỏe của chúng ta cũng có vấn đề. Tháng 4, tháng 3, tháng 4 thì chủ yếu là bổn mệnh, chủ yếu là phần sức khỏe, nó có những cái điều xung kỵ, cho nên là các anh phải cần cẩn thận. Như vậy là trên đây là tử vi của năm Mậu Tuất 2018, cũng như là vận hạn 6 tháng đầu năm của các anh tuổi Ất Mão sinh năm 1975. Mong rằng nó là những thông tin bổ ích giúp cho các anh trong công việc làm ăn cũng như bổn mạng gia đạo, để mà có được cái thành công mỹ mãn như cái năm tốt này nó hiển hiện từ đầu tới giờ em chia sẻ cùng các anh. Video tới đây thì cũng đã hết. Rất vui vì các anh đã cố gắng theo dõi. Nếu như các anh cảm thấy hay, nhớ bấm like và chia sẻ. Ai chưa đăng ký kênh của anh Ba Tử Vi, xin bấm đăng ký bên dưới để đón chờ những video clip về tử vi phong thủy của năm Mậu Tuất của bản thân mình cũng như gia đạo hay là bạn bè, và để ứng dụng vào cuộc sống có được những cái thành công trong công việc tốt đẹp hơn. Bye bye và hẹn gặp lại các anh chị ở video sau. Bye bye.